Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta hôm nay cùng với giáo hội để mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta cũng đã biết, nếu tính ra con số 117 vị hiển thánh và cộng thêm với vị chân phước Andre Phú Yên là vị thánh tử đạo đầu tiên, chúng ta còn có rất nhiều những vị tử đạo khác có thể là ẩn danh, có thể những vị đó chưa được ghi tên vào sổ bộ của các thánh trong hội thánh. Tính ra con số mà những người tử đạo có thể lên tới hàng ngàn người, chứ không phải là chỉ con số 118 vị tử đạo, mà con số đó rất đông. Người Việt Nam vào những năm mà chúng ta biết là từ năm 1644 đến năm 1862, tức là khoảng 218 năm trong vòng thời gian đó, là một thời gian mà người Công giáo bị bách hại, bị giết, và rất nhiều người đã hy sinh chính mạng sống của mình để bảo vệ đức tin. Xem ra có vẻ một thời kỳ họ tìm cách để tiêu diệt đạo Công giáo tại trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng hạt giống về đức tin, khi các thánh tử đạo Việt Nam đã đổ máu đào của mình ra, để đức tin đó lại tiếp tục đâm rễ vào trong chính tâm hồn của nhiều người và làm cho đức tin đó được mạnh mẽ, và cho đến ngày hôm nay đức tin đó đã được trổ sinh hoa trái. Và chúng ta biết là thời của các thánh tử đạo đã được diễn ra vào trong các triều đại của các vua chúa quan quyền của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, đó là các triều đại của Chúa Nguyễn, hay là vua Lê, Chúa Trịnh, vua Cảnh Thịnh, hay là các triều đại của triều Nguyễn như là Minh Mạng hay là Thiệu Trị, hoặc là của Tự Đức. Đó là những thời kỳ mà bách hại đạo rất khủng khiếp, và rất là nhiều những vị tử đạo đã phải hy sinh chính mạng sống của mình để làm chứng đức tin vào trong các triều đại đó. Quả thực chúng ta thấy thời gian tử đạo trong quá khứ đã đi qua, thế nhưng chúng ta lại thấy trong thời đại ngày hôm nay, tại sao hội thánh vẫn cứ lặp đi nhắc lại cho chúng ta những biến cố hết sức quan trọng của hội thánh Việt Nam. Thứ nhất là chúng ta để ca tụng Thiên Chúa đã hiện diện trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta, đã gieo và trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta lòng tin vào Thiên Chúa. Thứ hai, để cho thấy rằng niềm tin của chúng ta không chỉ dừng lại ở một vài nghi thức, nhưng đi xa hơn, đó là diễn tả cái niềm tin bằng tình yêu. Vì yêu mến Thiên Chúa và yêu mến các linh hồn, các thánh tử đạo sẵn sàng để đổ máu mình ra để làm chứng cho Chúa. Và như thế thì chúng ta thấy rằng sự hiện diện của các thánh tử đạo cho thấy là lòng tin đã được khơi dậy từ nơi các môn đệ của Chúa Giêsu. Vậy thì các thánh tử đạo, tại sao các ngài
lại sẵn sàng để chấp nhận đi đến cái chết. Mặc dù là chúng ta thấy đọc lại lịch sử thì thấy vua chúa quan quyền đưa ra những lời hứa rất là sộp, rất là tốt lành, để được nhà cửa, được quan chức, được có thể là những người vợ đẹp, vân vân. Thế nhưng các thánh tử đạo vẫn chọn con đường của mình, đó là đi theo Chúa Giêsu, chấp nhận đi đến cái khổ giá mà chính Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay Ngài đã nêu lên. Những ai muốn đi theo Chúa, những ai chấp nhận làm môn đệ của Chúa Giêsu thì cũng đồng nghĩa với việc là họ phải bỏ, từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Chúa. Thập giá đó có thể là những cái đau khổ trong cuộc sống hàng ngày. Thập giá đó có thể là chúng ta tự bản thân mình đã tạo ra những thập giá đó. Hoặc là thập giá đó có thể là những người thân trong gia đình của mình. Thập giá đó nó như thể là những chuyện ở đâu đó nó dồn vào trên cuộc đời của mình. Và như thế Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta là vác lấy thập giá, mà thập giá mỗi con người chúng ta phải đối diện với những biến cố khổ đau, những sự kiện thực tế của con người chúng ta. Và thưa anh chị em, tử đạo chính là một trong những cái phúc rất lớn mà Thiên Chúa đã dành cho những ai đi theo Ngài. Và chính Chúa Giêsu Ngài cũng đã quả quyết trong bài giảng trên núi, như chúng ta thấy trong tám mối phúc thật: phúc thay cho những ai bị bách hạo vì sống công chính, vì nước trời là của họ; phúc thay cho anh em vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại, vu khống đủ điều xấu xa; anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của anh em thật lớn lao ở trên trời. Và đó là một lời giảng của Chúa Giêsu trong tám mối phúc thật. Hay chúng ta nhìn vào hình ảnh của Thánh Phêrô khi Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ, thì Thánh Phêrô đã lên tiếng rằng: thầy mà rửa chân cho con sao? Không đời nào con chịu đâu. Và Chúa Giêsu đã chỉ thẳng vào Thánh Phêrô và nói: nếu anh không để cho thầy rửa chân cho anh thì anh sẽ không được vào chung phần với thầy. Và chung phần đây thì chúng ta hiểu trong một cái biến cố và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là chính Chúa Giêsu sẽ phải vác thập giá và đi đến cái chết. Và tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng sẽ được đi vào chung phần với Chúa Giêsu, đó là cuộc khổ nạn. Và các môn đệ cũng đã được cái diễm phúc, đó là được phúc tử đạo, chết vì Chúa Giêsu. Vậy thưa anh chị em, vậy thì tử đạo chính là điều phúc lớn lao cho những ai biết chọn lựa cho chính đời sống đức tin của mình. Vậy thì các thánh tử đạo ngày xưa, các ngài đã nhận ra được một chân lý lớn lao trên cuộc đời của mình, và chính các ngài đã chọn lựa con đường đi theo Chúa. Có thể là chúng ta thấy có những con đường vinh quang phú quý, lợi lộc đầy đủ hết, nhưng các ngài không chọn. Ngài các chọn con đường đi theo Chúa Giêsu. Mà nếu đi con đường đi của Chúa Giêsu thì chính các vua chúa quan quyền của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ thì họ đã đưa ra những lời đe dọa: nếu anh chọn con đường này thì anh sẽ bị chết, bởi vì các anh đi theo một cái tà đạo. Và như thế thì chúng ta thấy việc mà chọn con đường đi theo Chúa thì các ngài cũng đồng nghĩa với việc là các ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Như trong bài tin mừng chúng ta nói: ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, vì Chúa Giêsu, vì Đấng đã chết và đã phục sinh, để cho tất cả những ai tin vào Ngài cũng sẽ được sống. Điều đó các thánh tử đạo đã chọn lựa và chấp nhận đi theo con đường đó. Tuy nhiên chúng ta thấy vào thời đó cũng đã có rất nhiều người Công giáo cũng đã từ chối đạo qua những lời mời mọc của vua chúa quan quyền để chọn những lợi lộc phú quý giàu sang, để bỏ đi
cái đạo của mình. Nhưng ngược lại thì cũng có những vị tử đạo đã sẵn sàng để chấp nhận đi vào con đường của Chúa. Điều đó cho chúng ta cũng thấy thời buổi ngày hôm nay chúng ta không có những cơ hội để đi đến chỗ là được phúc tử đạo giống như các thánh tử đạo vào những thập niên vào năm 1644 hoặc là đến năm 1862. Có lẽ những thời gian đó là những thời gian mà các thánh tử đạo được diễm phúc nhất. Còn ngày hôm nay chúng ta có được diễm phúc đó không? Thưa anh chị em, ngày hôm nay vẫn là một cuộc bách đạo rất là lớn. Và cuộc bách đạo ngày hôm nay xem ra có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà cái sự hiểm độc nó thì ghê gớm hơn rất nhiều. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó thì tôi vẫn còn đang học phổ thông. Nhưng đối với những người đi trước chúng tôi vào những thời kỳ đó là phải thi đại học. Vào đại học thì phải ghi cái lý lịch của mình là không tôn giáo thì vào đại học rất dễ. Và đã có nhiều người đã ghi lý lịch của mình để mà vào đại học là người Công giáo, là Thiên Chúa giáo thì lập tức sẽ bị loại ra ngay. Và cũng có những ông bố bà mẹ đã tuyên bố rằng chẳng thà mày về mày không đi học mà mày còn giữ đạo được. Còn nếu mà mày giữ đạo mà mày lại còn ghi vào lý lịch của mày là người không Công giáo thì không khác là một người chối đạo. Và những thập niên 80 chúng tôi vẫn còn nhớ những hình ảnh đó. Quả thực là có những người cha, có những người mẹ hướng dẫn cho con cái của mình phải biết tuyên xưng đức tin, ngay cả ghi vào trong lý lịch của mình là mình là người Công giáo. Vậy thì người Công giáo phải thể hiện cái đức tin của mình. Và đó chúng ta thấy một thời kỳ bách đạo. Rồi gần đây chúng ta cũng sẽ thấy có nhiều cái hình ảnh bách đạo mà xem ra rất là hấp dẫn. Người ta sẵn sàng để mà từ chối Chúa ngay trong chính đời sống vợ chồng, đời sống gia đình. Người ta sẵn sàng để nộp đơn ra tòa ly dị bất chấp luật của Chúa như thế nào đi chăng nữa. Luật của Chúa là sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phép phân ly. Thì họ đặt ra một cái câu xem ra có vẻ là Chúa cũng bó tay với họ. Nếu Chúa chấp tội nào ai được rỗi. Cho nên họ chấp nhận phạm tội chứ không chấp nhận đi theo luật của Chúa, đi theo những lề luật của Chúa đã có sẵn. Và thưa anh chị em, đó chính là những hình thức mà ngày hôm nay người ta sẵn sàng bỏ đạo. Nhưng ngược lại thì có những gia đình sẵn sàng để hy sinh, chấp nhận những khổ đau chỉ vì đức tin, vì lòng yêu mến Chúa, chỉ vì mình đã tin vào Chúa, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp. Người ta không dám xúc phạm đến Chúa trong chính bí tích hôn phối của mình. Và đó chính là những người sẵn sàng để tuyên xưng lòng tin của mình trong chính gia đình của mình. Hay là những người cha, những người mẹ tuyên xưng lòng tin của việc là đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban. Đón nhận con cái không phải là sản phẩm mình đẻ con ra, mà là đón nhận con cái, đó là thánh ý của Thiên Chúa ban cho. Mà khi đón nhận con cái của thánh ý Thiên Chúa ban cho thì chúng ta sẽ nhận ra được một giá trị cao vời. Sự sống đó là sự sống của Thiên Chúa. Khi chúng ta tôn trọng sự sống phát xuất từ Thiên Chúa thì đó chính là chúng ta đang thể hiện lòng tin của mình ở trong chính đời sống gia đình. Còn có những gia đình thì chúng ta thấy có những người cha, những người mẹ vì vấn đề kinh tế, vì vấn đề danh dự, vì chuyện này chuyện kia, những người cha, người mẹ sẵn sàng để bỏ đứa con của mình. Thậm chí chúng tôi làm mục vụ ở đây, chúng tôi thấy rất đau lòng. Có những người vừa mới phá thai xong chạy đến để xin xưng tội. Rồi có những người phải nói là khủng khiếp hơn nữa, trước khi đi phá thai chạy vào đây xin cha giải tội cho con để ngày mai con đi phá thai hay chiều nay con đi phá thai.
những người sống đạo đó. Và hình thức đó là một hình thức chúng ta từ chối, từ chối đạo. Và thưa anh chị em, còn nhiều hình thức khác chúng ta thấy trong một cái xã hội mà người ta sẵn sàng để chạy đua với của cải vật chất và danh vọng. Người ta sẵn sàng để từ bỏ đi cái lòng tin của mình vào Thiên Chúa. Còn những ai tin và lãnh nhận thánh ý của Thiên Chúa thì họ luôn luôn trung tín với Chúa. Cho dù là thời buổi ngày hôm nay có nhiều cám dỗ, thời buổi ngày hôm nay có những cái điều làm cho con người của chúng ta có thể chạy đua theo nó, nhưng họ vẫn sẵn sàng để chấp nhận. Và có những người sẵn sàng để hy sinh trong đời sống của mình chỉ vì là họ là người Công giáo, chỉ vì họ tin vào Thiên Chúa, bởi vì họ xác nhận rằng tin vào Thiên Chúa chính là mang lại cho họ một sự sống đời đời. Và như thế, lòng tin đã làm cho họ trở nên những vị tử đạo ngay của thời buổi ngày hôm nay. Có lẽ là thời buổi ngày hôm nay, những người tử đạo đó là những người tử đạo hết sức tinh vi. Bởi vì những cái cám dỗ, những cái điều làm cho người ta từ chối đạo ngày hôm nay, nó thực sự là tinh vi và xảo quyệt. Cho nên khi người ta đã can đảm để từ chối những cám dỗ của thế gian này thì cũng là cơ hội để người ta được phúc vào trong cái phần mà Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ, được chung phần với Ngài, được phúc tử đạo, chính là được phúc đi vào trong vinh quang mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Mà ngày hôm nay các thánh tử đạo cũng đã sẵn sàng để đón nhận cái vinh phúc đó. Vâng, thương bà anh chị em, qua việc chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo và hình ảnh cụ thể nhất trong đời sống ngày hôm nay, Chúa Giêsu lại nhắc lại, như là vang lại trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, để đời sống đức tin của chúng ta một cách rõ ràng hơn. Nếu chúng ta muốn đi theo Chúa thì chúng ta cũng phải chấp nhận có những cái tính hư, có những cái nết xấu, có những cái tôi của mình. Thì Chúa Giêsu ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy từ bỏ mình, để rồi vác lấy thập giá. Thập giá đó không phải là một thập giá mà có thể bằng gỗ hay bằng nọ bằng kia, nhưng thập giá đó chính là cuộc sống hàng ngày của mình. Những đau khổ đó có thể là chúng ta không gây ra, và cũng đau khổ đó hoặc là nơi bản thân của mình đã gây ra, hoặc là những đau khổ đó chúng ta gánh lấy, vác lấy những đau khổ mà chính anh chị em của mình đã tạo ra cho chúng ta, thì nơi đó chúng ta đang vác lấy thập giá mình hàng ngày mà đi theo Chúa. Thì đó chính là lời Chúa ngày hôm nay đang nhắc nhở lại chúng ta trong việc chúng ta nhớ đến các thánh tử đạo, những người đã chấp nhận đi theo Chúa Giêsu. Ước mong rằng qua lời Chúa ngày hôm nay cũng như hình ảnh của các thánh tử đạo sẽ nhắc nhở cho chúng ta sống trọn vẹn cái đức tin của chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, là chấp nhận hy sinh mạng, tính mạng của mình để làm chứng cho Chúa. Amen. Xin mời anh chị em chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin.